Sáng ngày 15 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận An Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm hình thành và phát triển của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú đã không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết, chủ động phát huy vai trò trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2019, huyện An Phú có 42.269 trên 44.960 hộ đạt chuẩn văn hóa, đạt 94,1%. Có 10 trên 14 xã thị trấn đạt chuẩn văn hóa, có 57 trên 58 ấp văn hóa, có 28 trên 34 ấp điểm sáng văn hóa. Ngoài ra, thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo, huyện An Phú tiếp nhận tiền và hiện vật 17,8 tỷ đồng. Qua đó cất mới 237 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 16 căn, hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo, góp phần giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện ổn định, vươn lên trong cuộc sống.